cho nó chuyển thành những cái nút để giúp chúng ta có thể xóa được. Thì chúng ta làm như sau này, các bạn lưu ý nào. Rồi, tập trung vào đây. Ở trong cái giao diện ngày hôm trước ở ngoài file index ấy, thì chúng ta đang hiển thị theo dạng bảng đúng không? Chúng ta sẽ có thêm một cột th ngoài này nữa, nhưng mà các bạn để trống, tạm thời để trống cái thẻ th này, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ xuống cái đoạn for x của td ấy, chúng ta tạo ra một thẻ td mới, trong đó chúng ta chứa cái thẻ a. Thẻ a là thẻ hyperlink đúng không? Thẻ a này chúng ta link sang file là remove hay là delete thì tùy .psp, được chưa? Khi như này và chúng ta viết vào đây là cái remove là xóa, loại bỏ, được chưa? Không nhỉ? Sau đó chúng ta ra ngoài, chúng ta reload lại trang, chúng ta nhìn thấy một dãy các cái thẻ remove và các cái thẻ a remove đúng không? Đúng nhá. Nhưng mà chúng ta để ý này, tất cả nó đều link sang file remove, nó chẳng khác gì nhau ạ. Đúng nhá. Vậy chúng ta bấm vào remove thì làm sao chúng ta biết được xóa cái bản ghi nào ở trong cơ sở dữ liệu đúng không? Câu lệnh xóa là gì nhỉ? Tiến. Delete. Nhanh. From, đúng rồi, gì nữa? Nếu ông chạy mỗi câu lệnh đến nó xóa mẹ hết cơ sở dữ liệu đi ấy. Where product name, where tên cột bằng với một cái điều kiện giá trị nào đấy, ví dụ cột product name bằng một đoạn text nào đấy, hiểu chưa? Rồi, nhưng mà thực tế ra chúng ta lưu ý này, khi mà chúng ta vào cơ sở dữ liệu ấy, khi mà chúng ta vào cái cơ sở dữ liệu của mình á, thì mọi thứ khi chúng ta xóa tèo rồi. Sao vậy? Mọi thứ khi chúng ta xóa thì thường thường chúng ta vào design đi, design của cái bảng product này. Chúng ta vào design table. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây nó có một cái key đúng không? Thường thường chúng ta xóa bất kỳ bản ghi hay là tìm kiếm cái gì ấy thì chúng ta sẽ tìm kiếm theo cái những cái gì là key. Được chưa? Và bởi vì sao? Bởi vì dữ liệu ở trong cái bảng bảng nào được set là key thì nó là duy nhất và nó làm sao? Chỉ cần cái giá trị đấy thôi là chúng ta có thể xác định được chính xác cái bản ghi nào chúng ta muốn xóa. Được chưa? Bởi vì chúng nó không bao giờ bị trùng nhau. Hiểu không nhỉ? Đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ thêm vào đây một cái tham số, ví dụ như product ID. Product ID bằng, nhớ viết liền nhé, đừng viết cách ra, viết cách ra là ăn cám đấy. Bằng cái đoạn copy là cái đoạn PHP echo ở trên này. Được chưa? Pệt xuống dưới ngay cạnh cái dấu bằng ấy, đừng có ra ngoài dấu string nhá. Pệt vào đây, xếp xuống, copy nguyên cái dòng này, đây cái đoạn text này, pệt xuống dưới ngay sau dấu bằng này. Được chưa? Sau đó ra ngoài reload đi. Reload trang đi, xem nó có thêm cái product ID bằng cái số ID tương ứng không. Có ra không? Đâu rồi? Không biết là trả lời thằng này chưa xong ạ. Ủa rồi, kiếp có mỗi một đoạn code mà chép lâu thế. Tôi cũng không mang kính. Thầy có đeo kính mà tôi có đeo kính mà. Chưa bao giờ thấy thầy
Hồi lớp 12. Xong rồi sau đấy toàn làm rơi mới mất thế thôi không đeo nữa. Chứ mắt tôi cận lòi rồi. Được chưa? Copy code thì code, nhưng mà đoạn nào copy được thì copy, bởi vì chúng ta cái khả năng, cái tỷ lệ gõ sai của chúng ta rất là cao, cho nên là đoạn nào copy được thì copy. Được chưa? Sau ra ngoài web này, reload lại này, chúng ta hover lại vào các cái thẻ, chúng ta nhìn thấy có cái product ID bằng 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 77, đúng không? Những cái giá trị này là những cái giá trị động tương ứng với cái tham số ID ở cái tham số product ID ở cái cột đầu tiên này. Được chưa? Đó. Bây giờ khi mà chúng ta bấm vào thì nó sẽ chuyển sang đâu? Remove.id với gì? Tham số đường dẫn là, thà bỏ ID đấy, ăn vả bây giờ. Nhìn kỹ xem nào. Là gì? Là product ID với bằng một cái số nào đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái số đấy để xóa đi trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta bấm này. Báo như not found, cứ nhìn thấy báo not found là tức là cái file này của chúng ta đang không đúng tên hoặc chưa có. Được chưa? Thì copy cái file luôn, copy luôn cái file trên đường dẫn này này, cái đường dẫn này này, remove.php copy luôn. Xong rồi sau đấy vào đây, chuột phải new file thì paste cái này xuống. Được chưa? Đấy là cách làm cho nó nhanh. Và gõ PHP tab một cái thì nó sẽ viết ra ngoài này. Để tôi tắt bớt đi đã. Đấy. Tạo ra file remove.php xong rồi gõ php tab xong cái nó tự động ra code như thế này. Được chưa? Thì việc đầu tiên của chúng ta là phải require cái file db.php đã để có kết nối đến cơ sở dữ liệu, đúng không? Sau đó chúng ta lấy cái product ID từ trên URL xuống thì chúng ta có biến là product ID này bằng đô la gì, lấy đường dẫn, lấy tham số trên URL ra thì bằng cái gì, đô la gì, get, đúng rồi, get. Được chưa? Get xong viết string ở đây. Trong string này thì các bạn mở trình duyệt ra, copy nốt cái tham số này vào, vệt xuống, thế là xong. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta để kiểm tra xem chúng ta lấy được cái tham số này hay không, chúng ta tiến hành là va đăm ra cái biến product ID này.
Làm cái gì cũng phải kiểm tra trước khi chạy nhá. Cố gắng tạo cho mình cái thói quen đấy. Reload, chúng ta nhìn đến số 59 nhá. Back lại, bấm vào một cái nút khác thì nó ra cái số tương ứng. Như thế là chúng ta lấy tham số thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa ra câu lệnh xóa ở trong cơ sở dữ liệu SQL bằng câu lệnh xóa là gì nào Tiến nào? Delete. Cái gì? From product where cột gì? Đây, nếu mà không nhớ tên cột là gì thì tốt nhất là vào phần design của cột đấy copy cái tên cột ra. Được chưa? Bằng 2.id nhé. Được chưa? 2.id. Các bạn cứ viết như thế là tốt. 2.id tức là chúng ta đăng ký vào đây là một cái vị trí, chúng ta sau này sẽ điền dữ liệu vào đây cho nó. Được chưa? Delete from tên table where tên cột bằng giá trị. À, con sâu. Nửa tiếng rồi. Dương cứ thế phạt tiền thôi nha Dương nha. Ông phải vặt, chịu khó vặt thằng này là thằng này nó giàu lắm. Tắt đường á? Tôi đi có thấy tắt đâu. Tôi cũng đi đường Cầu Giấy. Tôi đi từ 7 giờ chẳng biết tắc gì. Hả? Mày đi bộ à? Tại vì Đông Anh. Đông Anh thì phải đi từ 5 giờ thì mới không tắc. Trước tôi có con bạn, bạn thân luôn ấy, nhà cũng ở Đông Anh, ở thị trấn ấy, ở chỗ nào không nhớ lắm, ở gần cái sân vận động ấy. Nó đi học, trường tôi học là 7 giờ sáng, 7 giờ đúng ấy. Nó đi từ 5 giờ sáng lên xe buýt ngủ tiếp. Ngày nào cũng như ngày nào, 4-5 giờ. Ai bảo công là đàn ông? Công cứ là phụ nữ đi xem có được ngồi không? Được chưa? Thay thì mở lại cái file index chuẩn SP không? Ui giời ơi. Đây đúng không? Đứa nào chưa ra được, chưa va đâm ra được cái giá trị lúc nãy thì mang ngay đây xử lý cho. Mang đây nào. Hả? Nào dây. Cái gì đây? Mày làm cái gì mà row 6, row 7 này? Mày dùng cái gì đây hở của nợ này? Thôi. Biết sai loài mắt rồi, cái này là cái gì? Nó vất ra rồi đấy. Nó vất ra đúng bảng và đúng ôm. Tôi không yêu cầu làm thế. Đấy, ra làm sao được? Đây ai có ra đâu? Đây dòng 60 đúng không? Bỏ comment cái dòng 60 này vào nhá. Đây đúng không? Đây đúng không? Đây, tạm thời bỏ cái này đi nhá. Rồi cứ để máy đấy cương từ từ đã. Phục vụ cái thằng này đã. Discontinue. Cái gì mày làm cái gì mà discontinue lắm này? Viết theo bảng của thầy thôi. Có phải cái gì cũng lấy ra ngoài đâu? Ông nhìn kỹ đây đi, xong của tôi có lấy cái gì, tôi có lấy hết không? Lấy hết rồi có mà chết. Hiển thị đến Tết cũng không xong. Cái gì đây? Row. Để mày lấy cái gì đây? Select. Sẽ nhớ mấy từ sau mấy cái này cách ra nhé. Start from product where product name line keyword đúng rồi. Prepare SQL XQ fetch all. Làm như thế này cũng được. Làm như thế này sẽ lấy được dữ liệu nhưng biết sao? Sao?
này người ta chẳng biết là cái cột cột này là cho đại diện cho cái dữ liệu gì, đúng không? Chẳng ai biết được cái này đại diện cho cái dữ liệu gì, toàn một level 5 bố ai biết được. Nó đã là mảng, nó là rất rõ ràng như thế này rồi đây. Ông chỉ cần copy cái tên cột, ông muốn lấy cái cột nào, ông copy cái tên cột này, ông vứt ra vào trong cái cặp giống ngoặc kia là xong. Đấy, dùng mảng trong PHP nó sướng ở cái chỗ đấy, mày lại quay về cái dùng cái cách dùng mảng nó cùi bắp như này là bảo ra. Xong lại còn for x cái gì hiểu gì thế này. Tại sao lại dùng như này cho nó khổ ra? À, cộng chuỗi này, thấy khổ không? Ông cốt lâu hơn tôi là cái chắc. Lâu hơn cực kỳ nhiều lần luôn đấy. Đây T3D nhá. Đấy à, xin khỏe T3D này. Sau tôi for x luôn này. Tôi can chuẩn cách này. Ra chưa? Sau tiếp theo ở đây tôi điền cái product này vào. À, đây là row đi. Tôi bắt trước ông, tôi viết là row đi. Được chưa? Trong này tôi viết thẻ TR, tôi tát ra một cái này. Xong rồi TD này, tát ra một cái này. Được chưa? Row ở product ID đúng không? Thì mình sẽ có là echo này, ta chuột cách cái này, xong chưa? Đô la row ở phần tử, mở cái db ra xem phần tử nó tên là gì. Đây product đây đúng không? Chuột phải design table product ID đúng không? Copy một cái string nhá, vứt vào đây, xong duplicate cái thằng td này lên, được chưa? Xong rồi đến product name đúng không? Mày lấy đúng thứ tự này đi. Ôi giời ơi, thằng nhà quê chẳng biết một cái gì. Xong supply đi đúng không? Chán lắm. Bảo một đằng làm một nẻo. Đấy, tạm thời tôi lấy ba cái đấy nhá. Xong tôi comment cái mớ code này của ông vào này. Comment rồi nhá. Chết xuống. À, còn cái này nữa. Sao? Có nhanh hơn không? Có. Ờ, xong bây giờ ví dụ như kiểu những cái khác thì kệ ông nhá. Bây giờ này, bây giờ tôi làm cho ông cái delete này. Ví dụ như td có một thẻ A hot grab bằng remove.php đúng không? Hỏi chấm product ID bằng bằng cái row này. Đây là cái echo này, tương tự với, tương ứng với cái echo. Cái ký tự này tương ứng với cái echo. Bằng cái text này. Ở đây viết chữ remove. Mày thấy mày quê chưa? Click vào đây. Sao? Cái gì đây? Product ID ở trên này nó viết là như thế nào thì mình viết tương tự như vậy cơ mà. Mày sắp hết thuốc chữa rồi. Nào. Sao? Hả? Quê một cục. Bảo là một đằng cứ thích làm một nẻo cứ kêu sai. Cương quyết lên mang lên nào. Cái gì? Làm sao? Cần gì thì chạy lên đây. Ông đang nhờ vả nó, ông lại còn bắt nó cầm xuống cho ông. Ông khác gì bố nó không? Xem nào. Index ra chưa? Index có giá trị chưa? Hiển thị được danh sách chưa? Đây nha, index nha. Mình có giá trị này. Và mình hover vào đây. Nó loài ra cái số ID này đúng không? Đúng chưa? Mình bấm vào này. Mình bấm vào này. Ôi giời, cái gì đấy? Mình bấm vào này. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó ra product ID, ông lấy đúng rồi chứ? Đây. Lấy ra rồi đây. Thấy không? Quay lại này. Lấy một cái khác này. Xong chưa? Chẳng có tội tình gì. Không hiểu mang đây làm gì. Làm sao? Ui dồi. Thay lại giống ai? Câu đi chép của nhau à? Không, ba, mỗi thằng, đây là thằng xong.
Tại sao lại làm cái cách tù túng này nhỉ? Làm sao bây giờ làm sao? À. Biến PR là biến nào? Đây này. Eco PR đây này. Cái này phải là như này chứ. Ôi giời ơi. Thầy chứng tỏ là không biết dùng for x đúng không? Mày gào mồm lên chứ. For x là cái vòng vòng for cho cái danh sách này, cái mảng này, được chưa? Cái này là cái này là cái key của phần tử nằm trong. Còn cái này cái value rồi. Đúng chưa? Rồi, thế ông đã có value tương ứng nó toàn bộ dữ liệu của cái mảng con rồi, của phần tử con rồi. Thì bây giờ ông phần tử con nó là một cái mảng đúng không? Khi mà thực hiện câu lệnh select ở trên này thì nó là một cái mảng đúng không? Thì bây giờ mình lấy copy cái value này mình vứt xuống đây chứ ô hay cái thằng này. Bị ngáo à? Value này, đâu cái DB rồi. Đây product ID đúng không? Copy này. Toàn làm cái cách gì ấy? Toàn những cái thằng dạy một đằng làm một nẻo. Nào. Đi đây. Array to string convert. Sao? Có nhanh hơn không? Nào, duplicate cái này lên. Copy cái này ra. Vứt xuống. Vứt bố luôn cái này đi. Nào. Can chuẩn ship để lắp kết nhân đôi ấy. Đây. Tôi làm nãy giờ nó xong phải đến mấy lần rồi. Rồi, đây là cái gì đây? Đây là cái value đúng không? Chứ ông lại đào đâu dưới cái PR. Hả? Sao? Vẫn đấy đúng không? Đây, nhìn cái remote này ra số 3 chưa? Product ID đây. Product ông, ID ông viết như này mà ở bên này ông nhận tham số như này. Đây, sau này Ctrl F tìm này. Có thấy không? Đây. Nó sai lù lù ra luôn. Rồi, giờ xem. Đứa nào thập thò cái kia đô la này. Product ID phải nào xong chưa nha, phần sau code là phải xem nhìn cho người ta hoạt động làm như thế nào, mình làm được trước đã xong rồi muốn làm gì làm. Còn đứa nào nữa hết chưa? Thằng Dương xong chưa? Dương mang lên xem nào. Tôi rất ghét mấy cái thằng đã sai rồi xong là cứ ngồi ì sai thì phải mở mồm rồi bảo người ta để người ta sửa cho, cứ ngồi ì xì lị xong rồi bắt đầu đến lúc sai sâu quá không chữa được đâu. Cái gì đấy? À, không, cái này không phải đây. Đây à? Tại sao lại có mỗi một cái như này? Rồi, tôi xem thằng này chắc là lại giống thằng kia. Tôi biết ngay mà. Tại sao lại phải làm khổ sở như này? Hiểu cái đoạn này là gì không? Ủa? Như nào? Product khi mà... Là cái mạng gốc đúng không? Hay nó là cái gì? Product là cái gì? Product đây sẽ là cái biến gốc mà mình đặt ở bên trên đầu, ở trên chỗ đầu BHT này. Đúng rồi. Khi mà chạy ở đây là giá trị key. Key là cái gì? Key là khi mình chạy vòng chạy for x nó sẽ đấy. Đấy. ASCII là giống key ở đây là dạng dạng gì? Dạng chữ hay dạng số hay là dạng kiểu gì?
nó đấy. Ông thấy không, ông chẳng hiểu cái gì cả, không biết key là cái gì, for x là cái gì, ông còn chẳng biết nên chết. Cái key này nó chính là cái số index của cái phần tử thứ bao nhiêu đấy, nó bởi vì cái vòng cái mảng này nó không có name, nó không có tên của cái phần tử, cho nên nó sẽ chuyển thành key, dạng key là dạng số từ 0 cho đến 7 7 76. Được chưa? Nhưng mà tại sao lại phải dùng cái cách khổ sở như thế này? Hả? Xóa này đi, vứt cái key đi. Ở đây đã product s value, tức là cái value này nó tương ứng với cái phần tử đang được chạy rồi, toàn bộ dữ liệu của phần tử đang được chạy rồi. Hiểu không? Tại sao lại phải làm khổ thế? Copy này, nó là một phần tử đang được chạy, nó là một cái mảng chứa các cái cột này. Được chưa? Thì bây giờ mình tiến hành bỏ hết cái mới này đi, vứt cái này vào phát là xong, hiểu chưa? Value tức là cái phần tử lúc cái row luôn, ở phần tử product cái gì đây, xong rồi chuyển thêm cái này vào đấy, xong copy nốt cái thằng này vào là xong, vứt xuống đây. Đây như này là xong. Kết quả có tương tự không? Code có nhanh hơn không? Nào, remote này nhìn thấy số ID không? Nãy ông làm gì có? Đây. Thấy không? Số thay đổi chưa? Bấm vào đây. Sang chưa? Từ sau khôn ra mà bớt dấu dốt đi. Còn đến nào nữa? Hết chưa? Lấy được cái số ID chưa nhỉ? Rồi, chúng ta lấy được cái số ID và chúng ta tạo ra một cái biến SQL chứa cái câu lệnh là delete from product where product ID bằng 2.id. Được chưa? Sau đó chúng ta lại có cái biến là STMT nó bằng với cái biến connect trỏ đến prepare cái SQL vào, đúng không? Lại nạp cái câu lệnh này vào trong cái file kết nối, được chưa nhỉ? Nạp cái câu lệnh này vào trong file kết nối. Sau đó chúng ta có cái STMT trỏ đến by value. By là nhét vào, đưa cái giá trị vào trong những cái tham số tương ứng. Ví dụ tham số có cái ký tự là 2.id thì tôi sẽ gán cho nó giá trị bằng cái biến product, bằng cái bây giờ giá trị của cái biến product ID và tôi vừa mới lấy ở trên kia. Được chưa? Đấy là by value. Sau đó chúng ta có STMT trỏ đến XQ. XQ là thực thi cái câu lệnh vừa mới làm xong. Cái câu lệnh mà SQL ở đây này, sau đó nhét giá trị vào cho cái ID này. Sau đó chúng ta XQ và tiến hành là header location bằng index.php. Xóa được hay không xóa được tôi không quan tâm. Xóa được cũng chuyển mà không xóa được cũng chuyển. Đỡ mệt. Xong chưa? Chạy đi xem có xóa hay không. Chạy đi. Nào. Đây ví dụ chip Anton Gumbo Mix. Đây đúng không? Cái đi số 5 đúng không? Kích vào. Bây giờ.
Check lại trong DB xem nó bay chưa. Đây. Thấy 1 2 à 1 3 4 6 không? Đúng chưa? Đấy là câu lệnh xóa. Chai này. Bay luôn này, bây giờ vào DB này. Chai với lọ bay luôn. Xong chưa? Đừng có mà xóa hết nhá, xóa hết sau này mệt lắm ấy. Không thêm lại được đâu. Đang có dữ liệu mẫu kệ nó. Được chưa? Lỗi gì? Mang đây. Excuse. Mày đã buy value ở đâu? Nhìn thấy cái đoạn buy value chưa? Ai nữa nào? Mang lên đây. Sai tên bảng. Nhìn là biết sai tên bảng rồi. Tên cột này chưa chắc đã đúng. Copy từ trong DB ra vứt vào đây. Tôi biết ngay hoặc không? Toàn sai những cái lỗi cực kỳ cơ bản. Còn ai nữa nào? Mang ra đây. Ăn hành cho biết khổ như nào. Cái này là cái biến gì? Biến này đào đâu ra? Nhìn kỹ, nhìn của ông ấy, nhìn của tôi làm gì? Biến này đào đâu ra? Biến này nó tên là gì? Ông để ý này, nhìn này. Cái biến này bôi, bôi đen vào thì nó nhìn thấy cái chỗ này không? Cái từ tương ứng nó được phanh tròn, phanh border. Còn thằng này, đây mới là biến mà. Anh ấy như người rời ấy. 9 đúng không? 8. Bay ra. Đó là 1 này. Bay ra. Và về. Con đếch lại được thằng này nữa. Mang đây. Chắc mày lại buy value sai mà sai giống thằng Cường rồi. Đúng rồi nha. Ôi giời ơi. Tại sao lại viết buy value ở đằng sau của XQ? Ví dụ nha, bây giờ tôi ví dụ như này này. Có thằng bệnh nhân nó đi vào bác sĩ chữa đúng không? Bác sĩ lại bảo là đem về đi chôn đi. Sau rồi ngày hôm sau anh quay lại anh đưa thuốc thì thằng này nó có sống được không? Hả? Ừ. Thì phải cho nó uống thuốc trước xem nó chết hay chưa rồi nó đem đi chôn đi đúng không? Đây là ông cũng đang làm tương tự đây này. Nên như này nhá. Rồi ok cầm về đi. Chuyển ngay lên trên là chạy. Trên nằm giữa cái prepare với cái skill là chạy. Nào tôi giải thích lại này. Tập trung lên đây. Nhìn vào đây. Đây, cái đoạn này nó là chuẩn bị câu lệnh đúng không? Chuẩn bị câu lệnh SQL đúng chưa? Với tham số là 2.id đúng chưa? Đây khi mà các bạn nếu mà các bạn không buy value vào thì cái 2.id nó là text. Được chưa? Sau đó chúng ta ở đây là nạp câu lệnh vào kết nối. Được chưa? Nạp rồi thì chúng ta mới gán giá trị cho
cái 2.id trong kết nối ở trong câu lệnh. Cái việc nạp này nó phải diễn ra sau khi prepare và trước khi execute. Được chưa? Cái điều này là cái điều bắt buộc. Hiểu không? Cái việc nạp này các bạn chỉ có thể thực hiện là sau khi prepare và trước khi các bạn execute câu lệnh. Được chưa? Sau đó chúng ta mới đây là cái đoạn này là thực thi câu lệnh với cơ sở dữ liệu. Xong chưa? Sau này chúng ta sẽ còn có rất là nhiều những cái khác. Ví dụ tìm kiếm theo nhiều select theo nhiều điều kiện thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái hai chấm kiểu như thế này, thì chúng ta bài vào đây cho nó nhanh, cho nó dễ. Còn nếu không, chúng ta hoàn toàn có thể viết thẳng vào đây cái giá trị của cái product ID này. Viết thẳng ở đây giá trị của product ID này. Được. Nhưng mà sau này các bạn sẽ gặp vấn đề lớn khi mà các bạn không phân biệt được cột nào là cột kiểu dữ liệu là varchar, cột nào là in, cột nào là float, cột nào là number. Bởi vì nếu mà varchar ấy, các bạn lưu ý cho tôi này, nếu mà cột của các bạn là varchar ấy thì product, ví dụ như product name chẳng hạn, đúng không? Product name là varchar đúng không? Này đúng không? Thì các bạn ấy sẽ phải viết như thế này. String này, sau đó đô la cái biến, cái tham số. Đó. Và thường thường các bạn sẽ bỏ quên cái cặp dấu phẩy này. Thường thường các bạn sẽ bỏ quên. Tôi chắc chắn một điều như thế, 3 năm nay tôi đi dạy rồi, đến 80% sinh viên là không bao giờ nhớ là cái việc mình phải có thêm cái hai cái dấu phẩy này ở ngoài. Chẳng có đứa nào nhớ cả. Do đó là chuyển hết sang cách này là an toàn nhất. Chuyển hết sang tham số kiểu như này. Sau đó bài cái giá trị của tham số vào những cái vị trí tương ứng. Sau đó mới thực thi câu lệnh là được. Làm đi xem có chạy được không? Thầy cho em hỏi một cái. Cái dấu 2 chấm kia là ID sai. ID sai là cái gì? Thì cái hỏi chấm là đúng, còn cái 2 chấm là sai. Cái gì mà hỏi chấm là đúng, 2 chấm là sai? Ai bảo thế? Cái này có trong cái phép toán nào không? Không. Chỉ có toán tử ba ngôi thì nó mới áp dụng cái đấy, thì ý nghĩa của hỏi chấm mới là đúng. Còn đây chẳng qua là mình đặt vào đây một cái ký tự thôi. Mang này đi. Ông một thằng rất nhiều tội ở cái lớp này. Delete from product ID là cái gì? Bảng nào tên là product ID? Mày có thèm xem DB đâu? À cái quả cà ấy. Sai chữ lộn cực kỳ ngớ ngẩn luôn. Tiếp theo ai nữa nào? Cứ chưa chạy được thì mang đây. Hết rồi à? Không nhờ, thằng kia không nhờ. Lại chưa chạy được. Kiểm tra kỹ lại xem bảng biết cái thứ kiểu đúng tên chưa. Tham số nó biết đúng tên chưa. Được chưa? Xong chưa? Thế nào chưa? Mang đây. Lỗi nó lù lù như thế nào mày cũng không đọc ra được hả? Nga. Cái biến bao nhiêu rồi đào đâu ra?
Quên à? Chống để 20 cái xúc miệng nghe. Luôn bằng ai? Lỗi sai đến bây giờ vẫn còn gặp những cái lỗi như thế này. Cũng chịu luôn. À, sợ học điện thoại. Điện thoại xịn phải vứt ra ngoài đấy. iPhone à? Sáu. Đấy đâu phải quay lưng hay nào? Chứng tỏ thầy rất giàu. Tí nữa Dương nhớ phạt nó gấp đôi tiền lên nhá. Nghe chưa? Cứ phạt thằng này gấp đôi tiền lên. Anh em 1.000 một phút, thằng này phải 3.000 một phút. 3.000 một phút đây, nó đi muộn 21 phút thì là 63.000. Cần những người như Nam. Ai bảo là xóa được hay không? Mang đây, lại mang đây. Cứ mỗi lần mày mang đây là thêm 10 cái nữa. Đây nha, hôm vừa vào đây này. Có nhìn nó bị lỗi lòi mắt ra đây không? Thấy không? Nhìn thấy lỗi lòi mắt ra đây không? Đáng lẽ phải ra số đúng không? Nhưng đây nó bị lỗi này. Chứng tỏ đây một điều là như này. Lỗi cái đoạn này, product ID này. Nhìn thấy không? Bôi, ông cứ bôi đen cái nào thì cái từ cùng tên nó sẽ hiển thị ra đúng không? Nhưng cái này mình cần lấy cái này đúng không? Nó cùng tên không? Nào chuẩn bị chống lại tiếp. Đây. Đấy, phệt xuống. Nào rồi, hover vào đây. Ra số chưa? Mày lại còn thêm dấu trừ vào đây làm gì nữa mày đã ná. Đây à? Đây à? Đó. Thấy không? Không xóa được. Thêm 1 nhá. Đây, không xóa được. Đây, như vậy là phải copy cái này. Vứt lên đây. Rồi, đúng rồi. Biến cái này là cái biến block ID. Cái gì đây hả Nam? Tôi dạy ông viết như này à? Những cái dấu trỏ này chúng ta không bao giờ tách nó ra nhé, kể nó. Product là cái gì? Cái bảng trong DB nó tên là như này. Đó. Như nào? Cái tên như nào? Trả lời O2. Đây là tên như này. Thiếu gì? À, đúng không? Bây giờ là ba lỗi nhé. Đây, như này, như này. Đang về. Còn ai nữa không? Mang lên đây. Tiếp. Được, tiếp ủng hộ. Để xem nào. Không xóa được à? Đây là báo lỗi gì? Trắng xóa hết. Kinh nhỉ. Còn đây, cái gì đấy? Đây. PR rồi đi. PR nào đâu ra. Đây là patch on. Block PR. Block ID đúng rồi mà. Sai gì? Thank you.
đây. À, tội của ông to hơn được nè. Thế vì sao? Ông lấy ra hết rồi nhưng mà ông à, có cái cỗ mà. Cái cỗ mà nhỉ? Sao hiển thị gì? ID. Ngon. Em không ra à? Ôi dồi ôi. Không comment mẹ nó vào rồi còn đâu. Đây ạ. Phải. Sợ thật. Phải. Bá thật tiện. Phải chống ngay 50 cái. Đây chạy chống 50 cái thôi, lấy xưa. Nó muốn chống bao nhiêu cái nó chống. Thay tội to cực kỳ luôn. Cái đoạn echo ấy, nó viết là nhỏ hơn, hỏi chấm, echo. Nhỏ hơn. Thiếu cái gì có biết không? Ờ. Thế vì sợ ở chứ. Dã man thật. Toàn những cái lỗi thiên kỳ bách quái. Đấy hả? Cái này hả? Cái này mấy đứa học hướng đối tượng sẽ biết. Tạm thời chưa cần biết nó. Chỉ cần biết là viết như này là được. Không chưa? Chồng thằng Nam có vẻ ở mức nó bao cái rồi. Cái gì? Bao nhiêu cái? 20 á, mày trông mặt mày vẫn còn tươi tỉnh lắm. Chống tiếp, nhanh lên. Rồi, chúng ta tạo tiếp câu lệnh cho cái việc là thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu cho bảng này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có, các bạn nhìn thấy tôi có cái TH ở trên này không? Đấy, chúng ta sẽ lại làm giống cái phần form ngày hôm trước là chúng ta thêm một thẻ A. Thôi rồi, về đi. Cầm về. Thẻ A vào đây là create đúng không? Chấm .php. Ở trong này là thêm mới. Add new. Được chưa nhỉ? Lưu xuống. Bây giờ chúng ta ra ngoài cái giao diện. Chúng ta đã nhìn thấy có cái nút Add New trên này đúng không? Khi mà bấm vào nó đi đâu? Nó sang create.php đúng không? Rồi copy vào. New file create.php. Trong cái file này mình sẽ code HTML. Đấy, và mình tạo form trong này. Method là post. Được chưa? Trong này mình sẽ có các cái thẻ input. Đúng không? Tạo đi, tạo ra đi.
Được chưa? Xong chưa? Tạo form ra. Nhưng mà tạo form ra có những input chúng ta phải lưu ý. Tập trung vào đây. Nhìn đây. Không phải tạo bừa mà được đâu nhá. Không tạo phứa tạo phượng mà được đâu. Chúng ta mở cái thiết kế DB ra. Được chưa? Nhìn đây này. Nhìn cái nào not null. Nhìn thấy không? Cái nào được tích là not null thì cái thằng đấy bắt buộc phải có mặt ở trong cái phi, ở trong cái giao diện của chúng ta. Còn những cái thằng khác có hay không có tôi quan tâm. Đó tùy bài, tùy yêu cầu bài toán. Được chưa? Thì ở đây ví dụ như kiểu là product name, supply ID thì ở trong cái mớ này thứ nhất là chúng ta cần cái product name bởi vì ID nó tự tăng rồi mà. Đấy, các bạn nhìn thấy ID nó tự tăng rồi, chúng ta không phải chọn, không phải viết cho nó nữa đúng không? Tiếp theo là product này, product name này, not null đúng không? Thì chúng ta phải có cái field để điền dữ liệu cho cái cột này. Được chưa? Supply ID có cũng được, không có cũng được. Category ID có cũng được, không có cũng được. Quantity per unit vậy. Tiếp theo là discontinue. Nhìn thấy không? Nó là bit. Đây, nhìn thấy bit không? Bit thì nó nhận mấy giá trị? 1 hoặc là 0. Được chưa? Chỉ nhận hai giá trị thôi. Hiểu chưa? Do đó chúng ta chỉ bắt buộc phải có cái product name và supply ID, category ID. Được chưa? Product name này và discontinue. Còn những cái thằng khác cứ vẽ đấy, chưa chắc nó đã dùng. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta tạo cái giao diện như sau. Đầu tiên là product name. Product name. Product name nghĩa là gì? Hả? Tên, tên gì? Product là gì? Ờ, tên sản phẩm. Khiếp, cả lớp này học dốt tiếng Anh một cách kinh dị. Vừa phải với nha. Nhìn thấy những cái từ gì mới trong quá trình học là phải tra đi. Chứ cứ im ỉm ỉm là sau này các bạn là những người thiệt đấy. Input type bằng text. Vì sao bằng text? Bởi vì kiểu dữ liệu trong này của nó là varchar. Hiểu không? Varchar thì tương ứng với cái input text ở ngoài giao diện. Name bằng, tôi copy luôn cái name ở trong này của nó. Product name. Product name này. Sau đó tôi có một cái br. Sau đó tôi đến cái supplier ID. Supplier 2 chấm input time number. Name bằng supplier ID. Rồi br. Rồi đến category ID. Là tên danh mục, mỗi sản phẩm nó thuộc một loại danh mục nào đấy. Input time number name bằng. Biết vì sao tôi chọn là time number không? Thì bên kia là kiểu số. Đúng rồi, chuẩn. Chính xác. Ở đây nó kiểu số cho nên tôi sẽ chuyển input time bằng number. Quantity per unit. Thằng quantity per unit này nó là chữ bởi vì ở bên kia nó là varchar. Unit price nó là số. Đến gì unit in stock. Unit on order. Cuối cùng là discontinue. Cái reorder level cái kệ nào. Discontinue. Đây là checkbox.
và chúng ta sẽ có một cái button. Submit. Save. Đấy là tạo ra cái form để phục vụ cái DB kia. Đúng chưa? Được chưa? Tạo được cái form chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành điền dữ liệu vào cho nó. Điền dữ liệu vào cho nó, xong submit lên. Rồi thực hiện câu lệnh insert thôi. Ví dụ đây là Bia Tiger chẳng hạn. Bia Hà Nội. Yeah, supplier ID tôi điền là 1, category là 2, quantity per unit là 100. Unit price là 3 đô. Unit in stock là 300.
unit in order là 15, ví dụ thế. Discontinue check, xếp xuống, gửi đi đúng không? Chúng ta cứ điền đầy đủ vào, không gửi đi. Và tí nữa sang bên kia chúng ta hứng dữ liệu sau. Cứ điền bừa vào, kệ, data test mà. Xong chưa? Điền dữ liệu submit chưa? Mấy thằng kia xong chưa? Cương không chưa? Rồi, submit lên và chúng ta thu thập dữ liệu. Chúng ta sẽ ở tạo ra cái file là save create đúng không? File gì đây là nằm trong phần action này. Save create.php, code php ra đây. Tiến hành là require one cái file db.php, được chưa? Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta sẽ thu thập dữ liệu, ví dụ như pname bằng đô la gạch dưới gì? Post get post, lấy dữ liệu ra từ cái create này, đây này, name là cái gì, copy vứt sang bên kia để tránh sai. Tiếp theo là đến supplier ID đúng không? Đây là thôi, để product name luôn đi, cho nó trùng tên làm nó dễ. Đây, để biến này là product name này. Supplier ID bằng đô la gạch dưới post của supplier ID luôn. Trùng tên làm cho nó dễ nhá. Tiếp theo duplicate thằng này lên, chúng ta có thêm thằng category ID. Xong đến thằng quantity per unit, quantity per unit, xong rồi đến thằng unit price. Thằng unit price, sau đó đến thằng unit in stock, unit in stock, rồi đến thằng unit in order, và cuối cùng là discontinue. Đó, đây là lấy dữ liệu ra. Nếu các bạn muốn kiểm tra thì cứ va đăm bình thường. Tốt nhất là va đăm nó ra để kiểm tra xem dữ liệu nó đến nó ra làm sao. Sau đó chúng ta sẽ xây dựng cái câu lệnh SQL bằng câu lệnh insert là gì hả Dương? Insert dữ liệu vào bảng, câu lệnh gì? Đây bắt đầu đấy, sách vở đâu? Hôm trước ghi chép cái gì? Mang ra mà áp dụng. Insert là cái gì vậy? Ông hoặc cái con khỉ. Đấy, về có học hành gì đâu. Ghi đoạn nào không nhớ.
Lâu thế. Nào, khẩn trương nào. Nào. Ô sao nhỉ? Dương. Như nào? Cô lệnh Ý Sơn là gì? Úi ôi, lớp trưởng mà thế này. Không biết à? Chẳng giải quyết vấn đề gì. Tiềm. Câu lệnh insert là gì? Thế sao còn tiềm bắt buộc phải ngồi trên bàn 1 cho tôi nhá. Into gì? Product. Đi nữa. Hoặc tròn. Tên các cột đúng không? Đó, bị tắt ký kết. Thế có bị thiếu gì không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đôi, 4, 6, 8 đôi, 4, 6, 7, dư chứ 8 ở đâu rồi? Thiếu còn gì? Code đấy không lấy dữ liệu. Unit price này. Unit in stock. Unit on order. Và discontinue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đủ rồi. Tiếp theo là cái gì hả Tiệp? Value. Cái gì? 2 chấm những cái giá trị tương ứng, 2 chấm product name. Vậy tôi copy hết cái mớ này lại. Thêm trước mỗi thằng này một cái dấu 2 chấm là xong. Rồi. Đây là câu lệnh SQL của chúng ta. Nếu để các bạn muốn nhìn đẹp hơn thì trông như này, làm này. Bọn tôi ngày xưa toàn phải ngồi format lại cái mớ này. Tức là code xong là phải làm cho nó đẹp, nhìn nó dễ. Đấy. Ừ. Tại sao ở trước kia bắt buộc phải có dấu 2 chấm? Nó là vị trí của các cái tham số. Nó là
được chưa? Xong, bây giờ lại thực hiện giống như cái đoạn delete đấy. Giờ mình lại lấy STMT của nguyên cục này, nạp câu lệnh prepare SQL xong buy value. Nhưng mà mình buy theo những cái tham số của mình nhá, buy theo những cái tham số của mình, được chưa? Duplicate lên supply bằng biến supply category quantity per unit. Unit price. Unit in stock. Unit on order. And discontinue. Đó, và execute. Được chưa? Nếu mà xong rồi thì chạy thôi. Ví dụ đây là Tiger Beer. Supplier 1, category 1, quantity or unit 100. Chai trên một thùng. Unit price là $1, $1.5, unit in stock là 1.000, unit in order là 150, discontinue và save xuống. Hai đi. Ôi giời, unexpected category ID ở dòng số 7. Dòng số 7. À, tôi thiếu dấu chấm phẩy. Xếp xuống. Kéo lùi dưới cùng các bạn. Ủa, sao không có à? Không có luôn á. Đâu? Tiger. Không có rồi, insert fail rồi. Thiếu cái gì nhỉ? Hay là sai cái gì? Product. Hay là tôi sai tên bảng. Insert into này, product name, supplier ID này, category ID này. Tôi đặt này vào try catch là được ngay mà. Try. Catch.
Exception. Eric. Die. Vadam. Eric. Sorry. You get Messi. Thử phát. New. Cái gì? Thế đang xem của tôi xài đâu? Không biết xài đâu kinh chứ. Thế sợ. Nó không insert. Thế mới ảo. Insert into product. Thử cái nhá. Xem nào. Hả? Trong DB của tôi là viết hoa. Đây. Tên bảng này. Product SC này. Đấy, copy lại cho chắc củ. Insert into product này. Rồi các cột product name, supply ID, category ID, quantity per unit, unit price, unit stock. À, bậy nhè. Sáu tám đúng rồi, tôi chẳng thấy tôi sai ở đâu cả. Ông chạy cái gì dễ nhất là như này, copy cái đoạn text này. Kiểm tra thì chúng ta mở một cái query mới. Hệt xuống. Thay vào đấy là những cái giá trị. Ví dụ ở đây mình sẽ để là Tiger Beer chẳng hạn. Tôi viết linh tinh vào đây. Supplier ID. Tôi điền số vào đây. Category cũng vậy. Quantity per unit. Unit price. Unit in stock. Unit on order, discontinue, run, chạy luôn, chạy được cái cay, từ bình tĩnh mình đi. À, ơ, sau đây nó vẫn không có nhỉ? Đây chạy 78 này. Chạy rồi đấy. Chạy xem phải index làm gì. Nó ra là cái chắc đây. Chứng tỏ dữ liệu mình điền vào là có vấn đề. Có khả năng là do cái này. Thế à? Không quan tâm, không phải. Code tôi chạy đúng rồi, quan trọng là cái này này. Cái discontinue này. Đấy nhá. Tôi vào nằm cho các bạn xem. Discontinue. Đài đây. Bạn coi này. Tức là thằng đấy bắt các bạn bắt buộc phải có dữ liệu. Đây nhá, ví dụ trong trường hợp này. Không đúng không? Bỏ cái này đi. Chết luôn. Thấy không? Nùn. Đoạn không điền lên. Đúng chưa? Thế vậy thì chúng ta phải làm như này này. Dollar post. Cái này nó iset. Nếu mà iset cái này bằng true thì cái này nó discontinue sao mang giá trị bằng 1. Còn nếu không thì mang giá trị bằng 0. Tôi nghi ngờ là như này. Create này, value 1 đây. Đó.
Chết là nó chết, tôi nghĩ là nó chết ở đấy. Không vào. Đó. 78 tôi thêm từ nãy. Không phải, không phải. Để tôi xem lại câu lệnh SQL này đã. Đành phải làm cách cùi bắp này. Tạm thời comment cái mới vào đã. Lỗi thì chỉ có lỗi câu lệnh SQL thôi. Làm lại. Đây. Đây là câu lệnh SQL của chúng ta nhá. Copy cái này và chạy trong DB. Nếu chạy được thì là chúng ta sẽ pass. Run. Đây, our brain. Unit install. Unit install. Our brain. Thử xem cái DB này. À, cái unit install này chỉ có 2 ký tự thôi, độ dài có 2 ký tự thôi. Nó small in. Để tôi xem lại cái product này nào, xem nó có gì. Unit install. Đấy, thằng này chứa được 3 ký tự đây. Lừa nhau à? Tại sao DB nó lại có 2 mà thằng kia nó lại có 4 được? Vãi trưởng. Điều kinh khủng. Vãi trưởng. Tôi để 10 số luôn. Bây giờ chạy lại cái này. Lại our brain. Our brain. Small in này. Các bạn vào đây các bạn sửa lại cho tôi cái này mấy cái unit in stock, unit in order chuyển thành in integer nhé. In hay được, in hay integer đều được, như nhau. In đi cho nó thân thuộc. Bố khỉ. Trôn thật. Xếp xuống. Vào phần design này, sửa lại. Chạy lại cái con này. Đấy, chạy được ngay. Bộ láo thật. Chứng tỏ code mình không sai mà do cái DB. Rõ ràng là chúng nó còn lưu được tận 3 số. Rồi làm lại cái nhá. Trần Huyền Trang. Đi Tây Trúc thỉnh kinh. Vào luôn. Do cái DB. Ờ? Ai biết được DB của ông bạn version khác. Máy đều có thế đấy. Được chưa? Đấy là phần insert dữ liệu. Tôi đang up cái này lên Google, up cái này lên GitHub. Các bạn sẽ về làm cho tôi phần cập nhật nha. Cập nhật. Dựa vào kinh nghiệm làm phần cập nhật của cái file file TXT ngày xưa cộng với lại SQL chúng ta đang có hiện tại, làm cho tôi phần cập nhật. Nha, đã làm luôn đi. Buổi sau chấm, buổi sau lấy điểm. Làm.
nhanh. Cốt tôi đẩy lên GitHub rồi. Ôi, mẹ, cái lỗi tối bao nhiêu vậy? Nhưng mà đấy, chúng ta lưu ý, từ từ, chúng ta lưu ý khi mà cốt ấy, nó có vô vàn tình huống nó xảy ra thì chúng ta phải có những cái kỹ năng sửa cốt và cái kỹ năng tìm ra lỗi để làm sao để sửa cho nó đúng. Được chưa? Vừa rồi là một trong những kỹ năng của tôi. Ví dụ tôi sẽ chuyển, tôi sẽ, ví dụ đây tôi để tham số đúng không? Như bình thường để tham số kiểu này thì nó chúng ta không lấy ra được câu SQL. Thì tôi chuyển toàn bộ cái mớ giá trị ở dưới này vứt lên trên ở vị trí tương ứng thì nó sẽ chạy được, và tôi thực thi cái câu SQL đấy với cơ sở dữ liệu thì tôi sẽ biết là cái câu SQL kia của tôi xài ở đâu. Đó. Luyện nè, tạm nè. Rồi sao không Phương? Số là cái em kia sửa thành người. Dưới nữa. Tiếp theo cái small in ở dưới chuyển thành integer. Đấy, xếp xuống. Xếp ở trên đi kìa. Dưới, đấy. Đó, chạy đi. Xếp. Không được à? Đây, cái discontinue của ông đã sửa giống như tôi đâu. Quan li bi là cái gì? Sai cực kỳ nhiều lỗi luôn nhé. Quan li bi là cái gì? Quan tin đi bảo đi chép cốt từ trong này chép ra không đi nổi. Đây. Rồi xong rồi. Đây quan li bi. Không thấy đáng sợ họ xài dây chuyền luôn.
Dạ, đã có lấy dữ liệu đâu. Không hề lấy dữ liệu mà. Này là cái gì? Mày lại sửa cái này đúng không? Đây là lý do gì được. Thank you.
Bây giờ tôi đi đâu? Đó là phải đi đấy.